Thầy làm cho bạn câu 2.2 được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Quốc học Huế 2021-2022. Hồ M gồm có 5 khí. Bằng phương pháp học, làm thế nào để nhận biết ra sự có mặt của mỗi khí cơ trong hỗn hợp? Như vậy đây chúng ta thấy hỗn hợp này có SO2 và CO2 là hai oxit axit. Thì nhiệm vụ đầu tiên của em đó là em cho qua CaOH hai lần dư. Được chưa? Khi đó chúng ta sẽ thu được cái tủa của SO2 và CO2 là CaSO3 cái tủa và CaCO3 tủa màu trắng, được chưa em nhỉ? Và khí, được chưa? Khí ở đây của em bây giờ thầy cho là khí A đi, gồm có 3 khí C2H4, hydro và CO, được chưa nào? Rồi máy này em sẽ cho qua HCl dư. HCl dư thì khi đó em sẽ thu được dung dịch là chứa CaCl2 HCl dư. Hiểu vấn đề không em ơi? Khí ở đây là gì? Khí B. Khí B gồm có CO2 và gì? SO2 và CO2 đúng không em? Khi đó em cho tác dụng với brom thì cộng cho nước thì tạo thành H2SO4 cộng HBr. Khí làm nhạt màu nước brom lấy SO2, hiểu vấn đề không? Sau đó cái khí CO2 còn lại này thì em sẽ cho tác dụng với gì? Nước vào trong dư, hiểu vấn đề không em? Cái đó nhận biết được khí CO2, hiểu không ạ? Hiểu vấn đề không? Cái tô màu trắng cộng cho gì? H2O, hiểu vấn đề chưa? Rồi ba khí còn lại thì mình cho qua dung dịch brom dư. Thì cái đó C2H4 cộng brom biến thành C2H4Br2. Thì đây làm nhạt màu nước brom dư. Được chưa em? Rồi, như vậy đây là phần dung dịch chứ nữa. Hiểu vấn đề không? Rồi như vậy chúng ta còn hai khí là hydro và gì? CO, hiểu vấn đề không em? Rồi bây giờ làm sao? Thì dễ thôi. Ở đây chúng ta tiến hành thực hiện phản cháy trong oxy dư. Khi đó nó thu được CO2 và gì? Nước. Được không ạ? Còn không thì em dùng đừng dùng CO. Em dùng CO đi. Dùng oxy dư này nó là dính cái khí oxy vô nữa mặt cong, hiểu không? Được chưa em? Sau đó em trong hai thằng này thì em sẽ dẫn nước này qua CuO4 tinh thể màu trắng. Khi đó nó sẽ tác dụng với thằng này biến thành CuSO4 ngậm 5 phân tử nước. Thằng này là tinh thể màu xanh. Hiểu vấn đề không em? Còn cái khí CO2 này em hấp thụ qua gì? Qua gì? Nước vào trong CaOH hai lần. Thì khi đó em sẽ tạo thành CaCO3 cái tủa cộng cho H2O, hiểu vấn đề không em? Nhận biết được thằng này thì sẽ ra cái hỗn hợp, cái khí trong đầu là có CO, hiểu vấn đề không? Cái này gì, hiểu không chưa? Rồi